Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Mạng sanh mới là cái chuyện mà coi như là giải quyết sanh tử rốt ráo với là cứu cánh viên mãn đó. Cho nên ra là Niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, Niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Quan trọng là tính căn, người căn đủ thì 10 niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, 10 niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Tụng chú đại bi chưa đầy ba biến thì liền có người thấy đợt tiếp chủ đưa ông vào bờ chân thường tốt nam tùy bức. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật Nam.